Ừ, chúng ta làm một câu được trích trong đề thi học sinh giỏi và đề thi lớp 10 chuyên hóa, đề như sau. Cho hỗn hợp gồm tất cả các đồng phân. Đồng phân tức là công thức cấu tạo em nha. Ở đây người ta dùng ngôn ngữ cấp 3, giải thích cho bạn hiểu. Đồng là cùng, phân là công thức phân tử, đồng phân là cùng công thức phân tử. Ở đây người ta cho chúng ta làm bài thở của C4H6 tác dụng với nước, xúc tác là H cộng nhiệt độ, tức là thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng. Ở đây người ta hỏi sản phẩm. Rồi. Mời Ngân tương tác với thầy câu hỏi này. Ở đây em hiểu đề như thế nào? Em nói thầy nghe xem. Thưa thầy, là đồng phân bạch hở là V rồi không? Đúng rồi, tiếp tục. Của C4H8 là C4H8 có 4 đồng phân. Không nói như vậy được. Đầu tiên C4H8 là có hóa trị 4 này, hóa trị 1 này. Em tính K đã. Vì nó bạch hở là K bằng pi đúng không em? 2S4 trừ đi S1 cộng 2 chia 2. Để em tính cho thầy bao nhiêu? Cứ nói từ từ đây, mình có ý từ từ cho. Bao nhiêu? Bằng một. Bằng 1. Mà hydrocarbon mà có pi bằng 1 thì suy ra nó có một liên kết đôi CC, đúng chưa? Rồi em vừa nói cái gì em nói lại đi. Bây giờ em viết công thức cấu tạo của C4H8. Có đúng không? Dạ đúng thôi. À, bài này bạn phải làm cho thầy hai bước nha, chứ không phải gộp vô được. Bước đầu tiên em hãy liệt kê tất cả công thức cấu tạo của C4H8. Cái thứ hai là em sẽ cho tất cả công thức cấu tạo đó đi tác dụng với nước để em tính sản phẩm. Hiểu vấn đề không bạn ơi? Rồi công thức cấu tạo của C4H8. Rồi em chừa vào quy tắc nào để viết được công thức của nó? Người ta cho bài thở ra dùng quy tắc nào em ơi? Thưa thầy, là nguyên tắc mặt các môn, bộ đọc khung các đọc môn. đọc đầy đủ quy tắc mặt Thưa carbon thầy, đó là nguyên là tắc bộ khung mặt các môn. đúng rồi, 1 1 1 2 3 5 đúng không? Như vậy C4 có bao nhiêu bộ khung ngăn ơi? Thưa thầy, là hai bộ khung. Ok, ngăn khi không làm được ngăn biết hỏi ai rồi đó, hỏi đồng đội mình nha. Bây giờ bước bộ khung thứ nhất em điền liên kết đôi vào mấy vị trí? Thưa thầy, là một vị trí. Vị trí nào? Đây là 1, 2, 3, 4, em điền vị trí nào? Em gì đầu hoặc là cuối. Đầu cuối như nhau mà em, đối xứng. Còn bên này, còn vị À, trí nào đầu nữa? hai hai một hoặc hai. Đúng rồi. Rồi chúng ta có nhiều cách nói lắm. Mình nói mà người mù người ta cũng nhìn thấy được thì đó mới là cái đẳng cấp của người nói. Các bạn đã nói chuyện với người mù chưa? Hỏi thì các bạn hả? Bạn nói chuyện với người mù chưa? Bạn đã hiểu người mù suy nghĩ như thế nào và người mù học như thế nào chưa? Đang tiếp xúc chưa Đăng? Em hả thầy? Ừ. Dạ rồi. Em biết người mù người ta về ngôn ngữ người ta nói, mình nói để người ta hình dung được rất là khó đúng không? Vâng. Mà năm 2011 em, năm 2011 thầy có dạy cho người mù đấy. Sáu em, sáu anh chị học thầy và rất là thích môn thầy, và những quy tắc hầu như mình tìm ra là mình đều xây dựng trên cơ sở người mù. Và cái ngôn từ khi mình tiếp xúc với người mù á, cái ngôn từ của mình lên đỉnh cao mới lắm. Các bạn thử tiếp xúc đi. Cuộc sống này nếu bạn muốn phát triển về ngôn từ, bạn nhắm mắt mà bạn nói, người ta không, mình không cần nhìn mà người ta vẫn hiểu được. Người ta nghe người ta vẫn hiểu được. Đó là đẳng cấp của ngôn ngữ. Rồi, bây giờ chúng ta điền hero nha. CH2, CH, CH2, CH3.
Nghĩa biết ở trên địa bàn thành phố Buôn Thuột mình cơ sở người mù tại đâu không Nghĩa? Dạ không. 168 Phan Chu Trinh nha. Dạ. Rồi bộ hôm thứ hai nhân điền cho thầy máy liên cái bay em vào máy vị trí. Ngân ơi, âm thanh dập chân hả? Thôi Nghĩa đây, Nghĩa có đây điền lên cái đâu vào máy vào đây em. Rồi em nói đi Ngân ơi. Sao lúc được lúc không vậy Ngân ơi? Rồi Nghĩa điền vào máy vào đây nhẹ. Dạ một vị trí. Vị trí nào? Trái phải dưới Vị trí nào cũng được. hả? Dạ vị trí nào cũng được. Em thích bên nào? Em thích bên phải. Em giống thầy hả? Thầy thuận tay phải. Rồi Ngân ông âm thanh ổn định như Ngân ơi. Ui thôi, chưa nghe gì hết. Hồi nãy Ngân có nói là Lúc được lúc không quá rồi. rồi ok, tốt nhất là em rút ra em cắm lại. Bây giờ thầy nói em này, hồi nãy em có nói là tăng này bốn công thức cấu tạo, em lấy là cơ sở này em nói bốn công thức cấu tạo, nói lại nghe xem. Hồi nãy các bạn có nghe rõ đúng không? Hồi nãy Trung mới đăng với là tất cả các bạn nghe rõ đúng không? Bạn kêu là ở đây có bốn công thức cấu tạo đúng không? Hồi nãy em nói là có bốn đồng phân. Em bốn đồng phân, tại sao bốn đồng phân em? Em đang viết tắt 1 1 2 4 8. Ui, một con vẹt xuất hiện. Không phải, không phải. Quy tắc bộ không là khác, quy tắc kia là khác, bạn chưa hiểu quy tắc. Ok, tôi tưởng các bạn. Tôi tưởng các bạn, bạn nói là mình lúc đầu mình tưởng là bạn nói đúng rồi đó nghe, ai ngờ bạn nói là một đường ngược lại, mình hơi bất ngờ bất ngờ. Hồi nãy bạn nói bốn đồng phân là hoàn toàn chính xác, bởi vì trong này có hình học này em nha. Ở đây bạn bạn muốn thầy mở rộng hình học cho bạn không? Tôi chắc là đi thi thầy nói các bạn là về cấp 2 người ta không đè nặng tới vận đồng phân hình học. Đây những cái công thức Con mình hiểu. biết được là công thức cấu tạo. Các bạn muốn biết trong này cái thằng nào có đồng phân nào không? Thầy giải thích luôn cho. Nhà muốn. À, bây giờ nghe này. À, bạn thấy cô chúng ta bạn biết cái động tác phương thừa không? Động tác gì đây? Phương thở. Vương vương thừa vương thừa. Vương thừa là hai tay ở trên hai chân ở dưới đúng không em? Vâng. Như vậy đây đây là R1 này, R2 này. Đây đây là R2 đây. Đây là R3 này, đây là R4 này. Tay trái, tay phải. Chân trái, chân phải. Được chưa em? Như vậy R1 khác R2, R3 khác R4, ai kiến gì không? Điều kiện để có đồng phân học đó là hai cái phần cùng gắn trên một cột bon phải khác nhau và nó khác cả hai bên thì mới có đồng phân học. Còn nếu một trong hai bên mà có một bên giống nhau thì nó sẽ không có đồng phân học. Lưu ý là mình chỉ xét là hai thằng cùng một bên em nha, bên trái bên phải thôi, chứ không xét trên cùng này với dưới này. Chúng ta không xét là cùng phía trên cùng phía dưới mà chúng ta xét bên trái bên phải, được chưa em? Rồi bây giờ đối với chất đầu tiên thầy giải thích rõ cho bạn hiểu, nếu mà biết đâu được đề thi nó sẽ đánh vào, nhưng mà theo thầy thì nó sẽ không đánh đâu. H2 thì đây là H này, đây H này, đây H2 này, đây là H này. Em làm sao nó đảm bảo hết đây, đảm bảo ở đây là được. CH2 CH3. Bạn cho thầy biết chất này có đồng phân hình học hay không? Và vì sao? Dạ không ạ. Tại sao lại như vậy? Dạ, bởi vì ở phía bên tay trái nó có hát với hát. Đúng rồi, nếu vậy thằng này không có đồng phân học. Đúng không em? Vì nó giống nhau lấy đâu mà có. CH3. Cái chỗ này thì chúng ta vẽ lại cái mạch buộc để có đồng phân học. Bạn nghe lời thầy đi. Thành công hay thất bại của bạn của hóa hữu cơ nó xuất phát từ công thức trái. Cái thứ hai là gì? Công thức trái là một, cái thứ hai là gì em ơi?
Công thức cấu tạo. Hai thứ đó em hiểu chính xác thì mọi thứ về sau nó sẽ cực kỳ đơn giản. Những thằng khó nhất thầy đã dạy. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần trải nghiệm để học lại thằng khó. Rồi mừng nghĩa đi. Bây giờ này, 1, 2, 3, 4. Nghĩa cho thầy biết là đây là hai cái xe nằm trên bộ khung này là xe số máy và xe số máy em ơi. Hai carbon nằm trên cái bộ Xe số khung. 2, xe số Hai và đây. rồi cái số 2 nó gắn với cái gì em ơi? Carbon số 2 nó gắn với cái gì? Đầu tiên là thằng thằng ở gần nó là thằng nào? CH3, CH. CH3 không, thầy đang nói tới C2 thôi. C2 nó liên kết với CH3 chắc chắn rồi, còn có một thằng nữa, thằng nào? Thằng này đúng không em? CH3 này có liên kết với C2, còn có C2 thì liên kết với H đúng không? Rồi tương tự cái bên kia em giúp thầy với cái C3 liên kết với cái gì? Hát và CH3. Đúng rồi. Có đồng phân anh học không Đi còn học em ơi? rồi. Có. Vì sao cả? Để sao cả? Vậy thì nó khác nhau. Khác bên nhau bên trái và khác nhau bên phải. Đúng không? Nhớ là cả hai bên khác nhau thì nó có đồng phân học. Như vậy thằng này có đồng phân hình học. Bạn hiểu như thế này, môn toán chúng ta được chia làm hai môn, môn đại số và môn hình học. Bây giờ đại số thì, nhưng mà đại số và hình học là gì? Là phân môn của môn toán, đúng không em? Hồi đó có mấy môn thì chúng ta sẽ là toán sẽ có hai phân môn là môn đại số và môn học. Thì nếu về tính toán thì chúng ta tính hai môn đó. Được chưa nào? Rồi. Đang giúp thầy chắc cuối cùng em. Thầy đánh số này. Rồi, đang giúp thầy câu này coi. Đem này, đây đây. Thằng này có đồng phân nào hay không thì chúng ta phải hiểu. Bây giờ Không, em không hãy cho có. thầy biết là mặt phẳng của chúng ta chứa liên kết đôi đó là mặt phẳng chứa xe máy và xe máy. Theo thứ tự từ trái sang Hai phải. hai hai và một. Đúng rồi, chính xác. Hai thì sao? Hai thì nó gắn với gì? Hai nó gắn với hai thằng Z3. Một gắn với. Hai thằng hết, hai thằng hết ạ. Rồi, ok. Thằng này có hình học không em ơi? Không. Vì sao vậy? R1 nó giống R2 và R3 giống R4 đó. Đúng rồi, không hình học. Hay khác thằng này là gì? Nó không phải động tác vương thừa, hiểu không em? Bạn hiểu động tác vương thừa không ạ? Tay ở trên chân ở dưới. Thông thường mình học là mình phải ví một cái gì trong đời sống em ạ. Thì mình hiểu chính xác được. Tới đây các bạn đã hiểu được rõ về công thức cấu tạo chưa? Như vậy trong này nếu phải hỏi về công thức thì thằng C4 hóa 8 chúng ta có 3 cấu tạo là đây. Một hình học, một công thức cấu, một công thức hình học nằm ở chắc số 2. Được chưa em ạ? Tuy nhiên thầy nói mở rộng cho bạn biết thôi. Một số tài liệu nó sẽ khai thác cái chỗ này em nha. Còn theo thầy thì cái chỗ này nó cho xuống cấp 2 thì hơi quá. Không phải quá mà quá đáng á. Bởi vì cấp 2 chỉ học những gì mà nó gần nhất có thể thôi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ba cái công thức này chúng ta đi tác dụng với nước. Trước khi làm thì thầy sẽ cho bạn quy tắc mà hồi nãy bạn Ngân nói đúng. Ngân thể làm lại giúp thầy được không em ơi? Giờ C4H8 cộng nước. quy tắc Quy tắc hồi nãy em nói đó, quy tắc nào thầy quên mất rồi, thầy không nhớ nữa. Anh em nói em có nhớ không chứ thầy chịu. Quy tắc một nào? một hai bốn tám rồi. Đúng rồi. Bây giờ nếu em cộng vô thì nước chúng ta là gì? Nước là HOH đúng không? Nhìn không? C4H8 cộng H là xe máy. C4H máy. C4H9 đúng không em? OH gắn vào.
Đúng không em ơi? Dạ đúng rồi. Theo quy tắc này sẽ là 1, 1, 2, 4, 8. Công thức cấu tạo CNH2N cộng 1. Em hiểu như thế này. Nhiều bạn chưa hiểu quy tắc này đâu. Quy tắc này là cái gốc này là gốc hydrocarbon bậc 1, tức là nó sẽ liên kết với một phần còn lại. Bây giờ nếu em gắn clo vào đây, gắn brom vào đây, gắn OH vào đây, gắn CHO vào, gắn COH vào thì quy tắc này nó vẫn đúng. Ngay cả em gắn cái nhóm chất cái NH2 vào nó cũng vậy thôi. Các bạn có hiểu không ạ? Các bạn có hiểu không ạ? Dạ hiểu ạ. Thì đây là mình gắn vô là CH3 nè, C2H5 nè, C3H7, C4H9, C5H11. Cái kiến gì không ạ? Số Rồi. Tiếp. Bây giờ bạn nào cho thầy biết là để viết được cái bốn thằng thằng này này chắc chắn là bốn bao nhiêu rồi? Bốn công thức cấu tạo. Bây giờ bạn nào cho viết cho thầy được bốn công thức cấu tạo của thằng này nào? Chúng ta có triết lý viết viết như thế nào cho nó hợp lý? Chúng ta dùng quy tắc nào để viết? Em lưu ý cho thầy là cái C4H9. Được chưa? Nhớ thầy quy tắc mà 1124 11248 là quy tắc đếm nhanh để chúng ta biết được chính xác bao nhiêu. Và chúng ta lưu ý là để đếm được này thì nó sẽ xuất hiện gốc hydrocarbon là CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11. Và các đặc điểm của mấy thằng này là gì? Hydro chúng ta là một số chẵn bởi vì nó là gốc. Còn trong hợp chất chứa CH hoặc là CHO thì hydro chúng ta là một số loại số, luôn luôn là một số chẵn em nha. Thì nó lại trong các gốc CH3, C2H5, C3H7, C4H9 và C5H11, tất cả cái hydro trong này đều là một số lẻ thì nó mới thỏa mãn quy tắc 11248. Còn nếu mà bạn nhìn vô lúc đầu như bạn Ngân á, bạn kêu C4H8 nó có bốn công thức là không đúng. Các bạn hiểu không ạ? Dạ hiểu ạ. Ngân hiểu được quy tắc 11248 chưa Ngân ơi? Dạ rồi rồi. Nó phải là rơi vào những gốc mà nó số lẻ như CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11 thì quy tắc đó mới đúng. Chứ không phải là trong đầu của bạn là cứ nghĩ là C1 là một, công thức C2 là một, C3 là 2, C4 là 4, C5 là 8 là vứt rồi, hiểu không em? Mấy thằng này á thì muốn hiểu được thì phải dựa vào bộ khung. Được chưa? Các bạn hiểu rõ được quy tắc 11235 và quy tắc 11248 chưa? Dạ rồi ạ. Bây giờ hỏi bạn để viết thì mình dùng quy tắc nào? Đếm nha, đếm thì dùng 11248, còn viết thì sẽ dùng 111235. Thằng 111235 là thằng quan trọng nhất bởi vì nó có thể ra được tất cả mọi thứ. Dù đó hết. Rồi, theo quy tắc bộ khung thì C4 có bao nhiêu bộ khung em ơi? Dạ hai ạ. Hai ạ. 1 1 1 2, đúng rồi, C4 có 2 bộ khung. Và nhiệm vụ của bạn là dựa bộ khung đó điền cái nhóm OH vào, thế là xong. Hiểu vấn đề không? Mình đang dạy cho bạn rất là nhiều thứ chứ không phải một thứ đâu nha. Mình thầy nói với bạn như vậy. Giờ bữa bạn lên cái ba bạn nhàn lắm, khẳng định luôn. Rồi đây là đối xứng đúng không em? Bên này như nhau. Đây đây như nhau, hai công thức cấu tạo. Chắc này là ba thằng này đối xứng. Đây một nữa là bốn. Đúng bốn cho em ơi. Đúng bốn chưa? Dạ rồi ạ. À, tiền đây là em học được công gì luôn ạ? À, công thức cấu tạo của anh cô luôn đấy. Nhưng mà cái tí nữa mình nó sẽ khó phức tạp hơn một tí. Đây. Cái kiến gì mà em à? Dạ không ạ. Điền hero cho bạn thấy niềm tin nhé. Bạn nhiều bạn kêu là thầy không điền hero. Em chưa hiểu.
Rồi, cái ý kiến gì chỗ này không? Rồi, đi tiếp nha. Bây giờ nhiệm vụ của bạn là gì? Nhiệm vụ của bạn là lấy tất cả ba các công thức cấu tạo của C4H8 này. Chúng ta đi tới dùng với gì mà? Tới dùng với nước. Và nhiệm vụ của bạn hãy chứng minh nó phải có bốn công thức cấu tạo. Nếu bạn chứng minh hơn và bạn sai thế thôi. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Hả? Dạ rồi. Cái giảng với là cái trình bày lần cái đi thi lần khác hoàn toàn khác nhau em nha. Giảng thì thầy sẽ cố nói nhiều nhất có thể về phương trình này. Cái đầu tiên là CH2 thì làm giống như đầu đi. CH2 đúng rồi, nối đôi CH. CH2, CH3. Chúng ta đi tới dùng với nước H cộng nhiệt độ, H cộng tức là axit đấy. Ở đây nó cho hai sản phẩm đúng không em? Chính và phụ. À, đạt nào? Chính thì H cộng vào đâu? OH cộng vào đâu em? Quy tắc của chúng ta là thách ít thế cộng nhiều, cộng hydro cộng vào nhiệt carbon chứ nhiều hydro là sản phẩm chính. Còn ngược lại là phụ. Đạt đâu? Đâu là chính, đâu là phụ em ơi? Nước của chúng ta là Chính HOH. là CH3. Em chỉ cần nói là H vào đâu, OH vào đâu thế thôi, chứ không cần phải nói sản phẩm. HOCH3. Làm như có CH3 em ơi. Cộng vào liên kết đôi CC này, hiểu không? Chứ phải cộng vào đây. Em hiểu không ạ? Một là H vào đây, OH vào đây hoặc ngược lại thế thôi. Chính thì H vào đâu? Vào Hydro cộng vào carbon chứa nhiều hydro là chính. Hát vào đâu? CH2 đi. Thì OH vào phần còn lại. Làm thế nào để phụ em ơi? Phụ phải đảo ngược không? Ừ? Hiểu không em ơi? À, chúng ta sẽ có sản phẩm chính. Tiếp tục. Rồi, đang giúp thầy cái chất thứ hai đang rồi. Rồi, theo em thì hát vào đâu, hát vào đâu? Hai cái gì nhau vậy? Nhưng thì yêu cầu em chỉ chọn một. Bây giờ nha. Bây giờ thứ nhất là một và hai nha, một hai. Hai thằng là như nhau vậy nữa, vì đối xứng đúng không? Vâng. Đây là đối xứng, đây là đối xứng như nhau. Nhưng bây giờ có hai lựa chọn, bây giờ thầy gửi cho em hai lựa chọn. Đó là OH ở đây, H ở đây hoặc ngược lại. Em chọn trên hay dưới, và một hoặc hai trên hay dưới, một hay hai. Và tại sao em chọn điều đó? Đó là cái đẳng cấp của cái bài toán này đó em. Khi như nhau hết rồi nhưng mà mình chọn chỉ đúng ở trong một tình huống thôi, đó là mà hay. Rồi theo quan điểm của Đăng đi, đang chọn một hay chọn hai? Đúng là thằng này đối xứng nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ chọn một trong hai thôi. Đó. Ý của thầy là khi mình chọn một trong hai là chúng ta nhìn ở trên thằng nào có trùng nó hay không. Nếu trùng thì chúng ta sẽ biết được. Nếu mình chọn hai hay chọn một, nếu chọn hai thì chúng ta nhìn thấy trùng thì chọn một, thấy trùng thì chúng ta sẽ trùng. Đăng hiểu không Đăng ơi? Rồi chúng ta trở lại nào. À, Đăng ơi, nếu được lựa chọn anh chọn 1 hay 2 và vì sao? Em chả thấy nó có gì khác biệt nên em nghĩ cho một hay hai đều được. Nhưng mà phải nhìn trước đó là có thằng nào dùng nó hay không chứ.
Nếu chọn một em có nhìn thằng nào trùng không, hay là nhìn hai cái thằng nào trùng không? Nếu như nhau thì phải tính điều đó, hiểu vấn đề không? Vâng. Chọn nào? Số 2. Bạn nào có sự lựa chọn khác nào? Bây giờ thầy sẽ đi tới số 2 nha. Thì đây nó là gì? H, đây là OH. Thì đây là tức là CH2. Đây là OH. Bạn nào có sự lựa chọn khác? Em nghe kỹ nha. Thằng hydro sản phẩm ở đây mình cho nó là A đi ha. Thì đây nó sẽ là A mấy? Trên này này, nó là mấy M? A1. Đây là A2. Dưới này là A3 đúng không em ơi? Cái đúng không ạ? Đúng đang ơi. Ok, cứ cho như là đúng đi. Chúng ta tiếp tục. Để chất cuối cùng CH3. Ok, công thức này không? Thì vẫn y vậy thôi, chính và phụ. H vào đây, OH vào đây và ngược lại. CH3C. CH3 CH2. Mình dạy cho bạn sau luôn đó. Rồi. Bây giờ nếu chính thì nó là CH3, đây là OH. Nếu mà nó là phụ thì ngược lại. Đây là CH, đây là OH. Các bạn ý nào kiến gì không ạ? Như vậy đây chắc chắn nó là A mấy rồi? A3, sẽ là A4, A5. Như vậy đây nó tạo ra bao nhiêu sản phẩm em ơi? Phải 5 sản phẩm không? Các bạn thấy rõ không ạ? Vâng. Nhưng nãy thầy chứng minh là nếu mà thầy dựa vào quy tắc này thì nó tạo ra mấy sản phẩm thôi? 4 sản phẩm. Bây giờ trên đúng hay dưới đúng? Trên đúng ạ. Ừ, giờ về dưới này sao chỗ nào? Thằng A3 trùng với thằng A2. A thằng A1 Ừ, sao trùng em? ạ. Cái CH ở giữa nó đối xứng, là lật qua lật lại đều như nhau ạ. Tại sao em không dùng có hướng thứ nhất đi em làm vậy, cuối cùng em nhìn lâu hơn không? Hôm nay bạn chọn hai đúng không? Thay dòng một thôi. Nếu mà thay dòng một thì OH sẽ gắn vào đây, H gắn vào đây. Thì đây phải là A1 không em ơi? Đúng không? Chính thằng này, chính thằng này đây. Nên là thằng kia, ý bạn là như nhau, bạn chọn hai thì tôn trọng bạn, nhưng mà khi đến đi đến lại thì nó ra năm. Như vậy chỗ này nó biến thành A3 và chỗ này biến thành A4. Như vậy nó có bốn công thức cấu tạo thôi, không thể hơn được. Như vậy quy tắc không sai, chỉ điều quan trọng là chúng ta làm sai thôi. Rồi, câu này các bạn hiểu rõ được quy cụ cụ hiểu chưa nè? Dạ rồi. Câu này nói chung là mình móc hơi lâu á, xoáy hơi lâu. Hiểu rõ chưa Đăng ơi? Dạ rồi ạ. Hồi Ngân có hiểu chưa Ngân ơi? Dạ em hiểu rồi ạ. Nó đơn giản lắm, rất đơn giản, các bạn cứ bình tĩnh đi, không có gì khó cả, thì tự luôn. Nếu bạn có tầm này rất là bình thường luôn nha, cố gắng. Nhưng mà hãy nhớ là cái quy tắc này không bao giờ sai đâu nha, quy tắc này tuyệt vời lắm, hãy nhớ điều đó. Quy tắc này nó cũng là một thời xương máu của thầy đó.